vô lượng mọi người đều đáp rằng thiện nam tử yêu bà di bất động thân là đồng nữ đang ở nhà của cô ta có cha mẹ giữ gìn diễn nói rượu pháp với vô lượng những người thân thuộc thiện tài đồng tử nghe như vậy rồi sinh tâm hoan hỉ như được gặp cha mẹ liền đi đến nhà yêu bà di bất động vào trong nhà thấy ánh sáng màu vàng chiếu sáng khắp nơi, ai thấy được ánh sáng đó thì thân tâm đều mát mẻ, ánh sáng đó chiếu đến thân thiện tài đồng tử, lập tức ngài đắc được 500 môn tam muội, đó là môn tam muội thấu rõ tất cả tướng hi hữu, môn tam muội nhập tịch tĩnh, môn tam muội xa lìa tất cả thế gian, môn tam muội phổ nhãn xả được, môn tam muội như lai tạng vân vân. Đắc được 500 môn tam muội như vậy, nhờ những môn tam muội đó thâm tâm mềm mại như thai nhi bảy ngày lại ngửi được hương thơm vi diệu chẳng phải chư thiên long cản thát bà vân vân người chẳng phải người có được thiện tài đồng tử đi đến trước yêu bà di bất động cung kính chắp tay một lòng quán sát thấy sắc thân yêu bà di đoan tránh xinh đẹp tất cả người nữ trong mười phương thế giới không ai bằng được huống gì là hơn, chỉ trừ Như Lai và tất cả Bồ Tát quán đảnh, miệng tỏa ra hương thơm vi diệu, cung điện trang nghiêm cùng với quyến thuộc, không ai bằng được, uống gì là hơn. Tất cả chúng sinh mười phương thế giới không ai khỏi tâm nhiễm trước đối với vị ưu bà di này, nếu ai tạm thấy được thì hết thảy phiền não đều tự tiêu diệt, ví như trăm vạn đại phạm thiên vương quyết định chẳng còn sinh phiền não dục giới, nếu ai thấy được vị ưu bà di này thì hết thảy phiền não nên biết cũng như vậy mười phương chúng sinh quán người nữ này đều không nhàm đủ chỉ trừ bậc đầy đủ đại trí huệ bấy giờ thiện tài đồng tử cúi mình chắp tay tránh niệm quán sát thấy người nữ này thân tự tại không thải nghĩ bàn sắc tướng dung nhan thế gian không ai bằng được quang minh chiếu triệt không vật gì chướng ngại được khắp vì chúng sinh mà làm lợi ích. Lỗ chân lông trên thân luôn tỏa ra hương thơm vi diệu, quyến thuộc vô biên, cung điện bậc nhất, công đức sâu rộng, chẳng biết được bờ mé. Tâm sinh hoan hỉ, dùng kệ tụng rằng, giữ gìn giới thanh tịnh, tu hành nhẫn rộng lớn, tinh tấn chẳng thối chuyển. Quang minh chiếu thế gian. Bấy giờ thiện tài đồng tử nói bài kệ đó rồi bạch rằng: Đức thánh, con trước đã phát tâm a-nậu đa-la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh, làm thế nào tu bồ tát đạo. Con nghe đức thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói.